sống trong kiếp người với vạn vật tự nhiên, ai bảo không ưu phiền, mỗi người mang nỗi niềm riêng. Dòng đời ai ơi đã đôi lần trôi nổi, lúc phiêu xa phương nào số đầy dưới vực sâu. Cõi tạm trần gian là đây, xin hãy yêu thương người, vì đời có mấy ai hay. Giàu nghèo ai ơi hãy cùng nhau chia sẻ, danh vọng bạc tiền chỉ là phù du mà rồi tan, nên sống không hận thù, không hờn oan trách nhau chi. Cuộc sống sẽ bình yên cho tâm hồn thanh thản, chắp tay khấn nguyện cầu không còn cảnh thương đau. Trần gian là đây, xin hãy yêu thương người, vì đời có mấy ai hay. Giàu nghèo ai ơi hãy cùng nhau chia sẻ, danh vọng bạc tiền chỉ là phù du mà tan, nên sống không hận thù, không hờn oan trách nhau chi. Cuộc sống sẽ bình yên cho tâm hồn thanh thản, chắp tay khấn nguyện cầu không còn cảnh thương đau. Cuộc sống sẽ bình yên, không còn cảnh thương đau. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư. A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con, nguyện đem công đức niệm Phật này, hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng,
dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương khắp pháp giới, cùng tất cả quan gia trái chủ, cụ quyền thất tổ của hương linh Phạm Thị Sụ, pháp danh Nhận Đình, hưởng thọ 77 tuổi. Nếu có ai thấy nghe, điều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc, quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Hương linh Phạm Thị Sụ, pháp danh Nhận Đình, hưởng thọ 77 tuổi, cùng tất cả quan gia trái chủ, cụ quyền thất tổ, hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai, nay sinh phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các cụ ngồi xuống. Chùa của mình rất nhiều người già, thì Phật dạy mà sanh lão bệnh tử. Cái việc mà các cụ mắc đi thường xuyên nhiều lắm. Mấy anh em bật đèn cái sáng thôi. Nên hồi tối bên hộ pháp lúc 12 giờ khuya cũng có một bà cụ mắc liên tục luôn các cụ. Hôm qua đưa hai bà cụ đi, bên đây bà cụ ông cụ, bên đây ông cụ, bên Đại Tùng Lâm bà cụ, rồi tối lại bên hộ pháp mắc người, sáng nay thì đưa bà cụ này lên đài quả tán. Nên người niệm Phật của chúng ta, chư tổ sư cũng dạy, người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Các cụ ở đây mà nếu mà không gầy dựng tín nguyện thường ngày á, là khi bệnh đau là con cháu cũng thấy cũng tội nghiệp, như tuổi già bệnh đau, có khi thấy bệnh cũng muốn đưa vô bệnh viện trị bệnh. Nhưng nếu các cụ mà không có tín nguyện kiên cố là có khi mình mắc vô bệnh viện, thấy không? Nên mình phải gầy dựng tín nguyện kiên cố. Vì phải nhớ là bác sĩ chỉ là trị bệnh cái căn bệnh mà thọ mạng chưa hết thôi. Còn cái người mà thọ mạng hết là bác sĩ chịu thua. Mình đi tìm hiểu thử cái gia đình bác sĩ có nhiều người trẻ chết không? Có chứ. Tại vì thọ mạng đã đến là chịu thua, không cứu được. Nhớ. Còn con người mà thọ mạng chưa hết thôi, mình bị đau đớn nhưng mà nó không có chết, nó qua nó không có chết. Như những đức mà cái trận dịch bệnh á, ở dưới hộ pháp thì những đức thấy là rõ ràng luôn. Với chùa mình này, lúc đó là chùa chúng ta ở trong chùa không cũng chắc hơn 600 người ở dưới hộ pháp. Rồi một số Phật tử người ta vô chùa người ta ở, được vô chùa ở. Và dịch bệnh là nó cứ lần 50-60 người, cả 100 người thì những người còn khỏe chăm, chăm cho những người này hết, xong cái những người mà khỏe cái bệnh, bệnh xong cái những người khỏe chăm, chăm cái người bệnh hết bệnh, cái
tiếp tục cái người khỏe bệnh. Nó xây chuyền vậy đó, nó xây vòng vậy mà 500-600 người nó dịch bệnh hết, mà chỉ có một mình Nhân Đức là dịch bệnh nặng nhất. Nhân Đức là bị nặng nhất luôn, mà Nhân Đức là do Nhân Đức không có chích vaccine xin luôn, không chích luôn, nên trong cái mùa dịch là Nhân Đức không có chích mũi nào hết. Giống như mình lấy bản thân mình làm thí nghiệm thử luôn. Và Nhân Đức cũng bị dịch nặng lắm luôn, và Nhân Đức cứ nằm trong phòng niệm Phật suốt luôn, không có ăn uống gì được, niệm Phật suốt luôn, chỉ có cầu sanh cực lạc. Nhiều người trong chùa như cô Chính rồi nói thầy thôi dùng cái này dùng cái gì đó nó khỏi, bây giờ đến lúc nó chết nó phải chết thôi chứ sao giờ. Vậy mà nguyên một cái mùa dịch chùa mình không có một người nào chết, mà bị đều bị dính dịch đó nghe, mà không chết đó. Nguyên mùa dịch luôn, nên chùa mình nó im re, không ai để ý tới chùa mình luôn. Chứ nếu như mà có một hai bà cụ mắc là bắt đầu người ta để ý là phì phức rồi đó. Nhưng mà mình thấy hay không, lúc bình thường thì các cụ già lại mắc, nhưng mà cái mùa dịch các cụ lại không mắc. Mà riêng bản thân Như Đức là thí nghiệm rõ ràng nhất nè, là đa phần người trong chùa đều nghĩ Như Đức chết. Vậy mà Như Đức đâu có chết đâu, nếu chết sao đứng đây. Đây là 100% luôn. Nên Như Đức thời gian đi tu mười mấy năm, Như Đức rèn luyện thấy rõ ràng. Riêng bản thân Như Đức là bị bệnh này bệnh kia là không bao giờ uống thuốc. Tính ra gần 20 năm không bao giờ uống miếng thuốc nào luôn. Nên cái mùa dịch là riêng có mình bản thân Như Đức là không có chích vaccine. Còn đa phần người trong chùa bắt buộc phải đi chích. Riêng Như Đức là Như Đức nói thôi, đông quá mình không chích chắc cũng không ai biết đâu. Lấy thí làm thí nghiệm luôn quý vị. Thì rõ ràng là con người sống có tuổi thọ hoặc là ngắn thọ thì tới lúc cần chết thì phải chết. Nghĩa là khi thọ mạng đã đến rồi, dù bác sĩ có giỏi cái nào cũng chết. Có những người chúng ta đã nói rằng ở đây bị bệnh mình đưa ra ngoài nước ngoài trị này kia, vì người nước ngoài có nhiều người chết không? Chết chứ. Thọ mạng đã đến là chết, nên bác sĩ trị được cái bệnh mà thọ mạng chưa hết. Còn thọ mạng mà hết là bác sĩ bó tay. Nên chúng ta là người tu với tuổi già như các cụ phải gầy dựng tín nguyện tín tâm cầu sanh cực lạc. Nghe những quan nói bà cụ này mà khi bà bệnh là mấy người con cũng định đưa bà cụ để mà trị bệnh. Điều này đúng, tại vì con cái mà thấy cha mẹ gì cũng muốn đưa vô bệnh viện để chăm lo, đó là cái tấm lòng tốt. Nhưng riêng bà cụ bà không chịu đi, thì bà được ở trong chùa và được bao nhiêu người hộ niệm. Chứ nếu như mà đi vô bệnh viện thì thọ mạng đến phải chết à, 100% luôn. Không thấy nào mà bác sĩ trị được cái bệnh thọ mạng đến. Có những con người mình thấy ông nằm rề rề mà không chết. Có những người mà khỏe cùi cùi tự nhiên chết. Có những người mình vừa thấy hôm qua khỏe cùi cùi vậy đó, tự nhiên ngủ đi mai chết. Mình không hiểu lý do tại sao chết đó. Tại vì sao? Thọ mạng đến lúc phải chết. Nên con người sống nó có tuổi thọ, thấy không? Nên mình tu hành mình hiểu chỗ này. Nên các cụ ở đây niệm Phật tu, các cụ phải gầy dựng tín tâm tín nguyện cho cực kỳ mạnh. Riêng những đứa còn trẻ gì bao nhiêu chuyện vậy đó nghe, lo cho 2.000 người không đơn giản đâu các cụ. Chùa mình á, mà cái ở bên đậu tràng ba này, cái tháng này nội tiền điện có 150 triệu đó các cụ. Tiền điện tháng này nó tăng lên thế kinh thiệt. Tháng trước là nó 120 triệu, tháng này nó tăng thêm 30, là 150 triệu tiền điện. Bên hộ pháp của mình nó nhỏ hơn đây, vì ở đây nó có tới 8 cái thang máy, 6 thang máy hay 8 thang máy gì đó, 8 cái hay gì mà. Thì nó chạy lên chạy xuống tối ngày nên điện nó nhiều đó. Rồi tổ chức lễ rồi bên đây 150 triệu tiền điện. Bên hộ pháp 50 triệu nữa là 200 triệu tiền điện. Bên Đại Tùng Lâm mấy chục nữa là tiền điện không, tháng mấy trăm triệu, không đơn giản. Rồi thêm 2.000 con người sống ở trong chùa, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật 3-4.000 người về tu, phải lo cho người ta. Nhưng mà cuộc sống đều hoàn toàn đầy đủ, ổn định hết. Các cụ thấy cái công đức niệm Phật không tưởng tượng được. Nên những đức thường khuyên mọi người rằng đừng bao giờ cho rằng một công việc gì nhiều rồi tự mình áp lực bản thân mình. Nếu như những đức mà nghĩ rằng lo gì mà những đức bị áp lực là những đức sẽ chết trước các cụ là chắc chắn luôn. Vì cái đầu óc nó nặng nề quá, sao mình thành công công việc. Nhờ những đức nghĩ rằng bản thân mình làm là phải làm thôi, còn tuyệt đối không để cho mình bị áp lực. Nên những đức mà thường công việc nghiêm túc là phải làm nghiêm túc. Còn lúc những đức vui á, những đức như một đứa trẻ vậy đó, chơi với nít đồ giỡn với nít bình thường. Vì sao?
Đó là một cách mà để giúp cho cái tâm tư những đức nó nhẹ nhàng, giải tỏa tâm nó không bị chết, hiểu chưa? Còn nếu không là mình nặng lắm á, suy nghĩ bận tâm nặng nề căng thẳng, mới bị nghĩ đi sáng mở mắt ra mà không có 150 triệu một ngày à, sống cũng căng. 3-4 điểm chùa đủ loại tiền, xe tính ra gần 20 chiếc xe, xe hơi đâu 10 mấy chiếc, chạy xe ba gác đồ đủ loại xe, nó rồi điện đài rồi xài nước nôi rồi mấy bà cụ phải dặn ống nước lội cổ gọi lội họng mua liền liền, nghĩa là mấy bà cụ mà phải dặn chưa ra nước bà bẻ nên làm nước là cứ mua lần bọc bọc ống đem gì, nên phải mua đồ xịn chứ nếu không bẻ gãy hết trơn. Mấy bà già phải đâu biết, ví dụ như bên đây là mở ra bao mở phải ngược ngược rồi đâu có chảy bất gịch cúp rồi bây giờ ống nó khác bẻ nữa chơi gì đấy, thấy không? Hôm qua bên hộ pháp có bà cụ, chắc bà cũng hơi thần kinh, buổi trưa bà không ngủ, bà cầm cái búa vô trong cái mấy nhà vệ sinh mới đập, bà đập nhà cầu kinh khủng như không biết làm sao luôn. Cái lúc này trời nắng quá làm sao, xong cái mấy chú nói thầy thầy bà cụ cầm cái búa bây giờ không có chú nào dám vô, bà đập nhà cầu bể nó 2 cái à. Bà nói chú nào nhào vô là bà bữa vô đầu. Nhìn đức tưởng là mình nuôi bà ngon lành, mình ban vô bà nói tao bủa mày giờ chứ. Nên là mô bây giờ đầu Phật. Thấy không? Xong nhìn đức nói bình tĩnh mà cụ, bình tĩnh mà cụ, nắng nôi đâu còn có đó. Bình tĩnh đi. Xong nói bính gì tao bủa mày giờ. Kinh khủng không? Nó nên nhiều bà cụ già thần kinh yếu yếu mà nắng này cũng kẹt lắm. Nên cái thời tiết này mà ai mà bị thần kinh á, vô chùa xin cộng tu không dám nhặt. Mới bây hổm bên bà Bảo Tháp, bà vì nuôi con người nó ghê lắm quý vị ơi. Bên Bảo Tháp nhặn một cái chú này, ông bị thần kinh mà uống thuốc đỡ đỡ. Ông vô chùa cái ở ngoài Bảo Tháp nó trống quá không có cây, mà ở trong cái nhà thiết nóng quá. Cuối cùng ngủ buổi trưa cụ thần kinh ông căng ra, dây này chạm dây kia chạm dây nữa, 3-4 dây nó chạm lại mát. Ông vượt mấy bà già. Chạy ông vượt bà già chạy. Mấy bà già khỏe thì chạy trốn được. Có bà già què cái chân chống cây gậy, mình nhắm khi bà già nó vượt. Chạy ngô bà chạy bà làm. Chạy mà kinh khủng đi. Nói chú Tâm mà ông Đức mà ông vừa mắc cừ mà ông chạy theo ông can. Mà chạy mà nhắc mà chạy bắn cho bắn chết. Cái lúc đó nó nhiếp tâm lúc các cụ không còn chút vọng tưởng. Tại lo mà giữ mạng. Sợ chết lo giữ mạng chạy. Chàng ô chạy kinh khủng luôn các cụ, bởi vì nuôi con người không có chuyện gì mà không thấy qua. Hôm qua bên hộ pháp có ông bà mang cái bầu bệnh bự cho bá vậy nè. Bà vô bà gặp những đức, bà nói thầy ơi bây giờ con quyết tâm. Hỏi quyết tâm gì chồng? Cái bụng chưa trình bình đây quyết tâm gì? À, cái gì không quyết tâm là sao cô? Quyết tâm con đẻ ở đây. Nó thật bà đi kỳ cục cái chạy. Tự nhiên tưởng đâu vô chùa thấy chùa giờ đang xây dựng gì, quyết tâm cúng dường Tam Bảo đó phụ xây dựng. Nói quyết tâm mình tưởng đâu là cũng quyết tâm cúng dường xây dựng chùa chiền gì đúng không? Cuối cùng họ quyết tâm gì là quyết tâm đẻ. Nó ngộ quá. Giao đứa bé đâu sao bà không đẻ chỗ đó, bà ở đây làm chi? Bà nói cha nó trốn mất tiêu. Nó trốn thì bà tự lo, nó không nhờ thầy lo, nó ngộ quá. Kỳ cục ghê. Xong bà còn nói thêm câu nữa, sao nó đẻ ra nếu con trai con chó đó lấy họ Hồ. Nó nói mấy tao phải, mấy tao phải. Bà đi cột cái trận. Tự nhiên mình thì tên ngoài Hồ Văn Hiền, cuối cùng nó đẻ đứa con lấy họ Hồ. Nó thôi được, đẻ lấy họ bà đại đi, lấy họ tù chi. Nó lấy họ của thầy sau này nó theo thầy luôn. Nó thôi được, mà chờ nó lớn lên đi hả, đưa nó theo chứ nhỏ xíu mới đẻ theo làm chi. Đúng là trong chùa nhiều chuyện ngộ lắm mấy cụ ơi. À,
làm như họ, họ nghĩ thầy chùa là ngu sao, ai ăn ở đâu có bầu đem cho đưa mình chịu. Ông ngộ ghê nha, bây hổm anh hộ pháp đẻ anh bà rồi, bà vô bà xin cộng tu, bà nói còn tháng nó mới đẻ, nó, à thì còn tháng nữa thì bà tu nửa tháng đi bà diền nha. Tự nhiên á, vô tu có mấy ngày sau cái tự nhiên bà đẻ, buổi sáng tự nhiên ta chuẩn bị đi tu cuối cùng cái tự nhiên bà nói á, cái gì vậy chị, bà nói á, nó đạp nó đau bụng, rồi cuối cùng bà nói thầy ơi chắc đẻ quá. Xong rồi cuối cùng mấy chú không đẩy chiếc xe mà người ta mà có tặc đồ ta ngồi cái cụ, cái để mới lên ngồi đã đẩy ra ngoài trước, lấy kêu xe chở mới đi bệnh viện để đẻ. Vừa đẩy hồi trước tới cây vú sữa ngay chăn cái phòng đăng ký, chưa ra khỏi cổng chùa ép đứa con chạy ra luôn. Rồi xong cây kéo mà cắt giấy phòng đăng ký đưa vô cắt muốn gúng luôn, chứ sao đẻ ra không cắt muốn gúng sao được, còn cắt muốn gúng luôn, rồi đỡ đẻ ngay vô đó luôn. Công nhận trong chùa đẻ gì cũng như là uống nước lạnh. Ngộ ghê cái cục, thấy chưa? Ý muốn nói vậy là cái chỗ đông người không có chuyện gì không có thấy. Nghe không? Đủ thứ chuyện. Nhưng mà sống mà được an lạc gì là nhờ niệm Phật mà ra. Hay. Nghe không? Đó. Nên nhà mình có khi có 2-3 người mới bị cái giải quyết bao nhiêu vấn đề. Không chi mà một ngôi chùa đông như vậy mà mỗi ngày 2.000 người không đơn giản. Có nhiều bà cụ già mà đủ thứ tính tình. Nghe không? Mà nói gửi nhà vệ sinh không mà cũng thê thảm. Mấy chú gửi nhà vệ sinh với mấy cô nói thầy bữa nào cũng gì sao gửi nhà vệ sinh mấy bà cụ mà không đi vô nhà cầu mà đi ngoài. Thì những đức nói rằng thông cảm đi cô, cái van của mình xài còn ngon lành thì mắc cái mình còn phá lại được, xong mình đi tới nhà cầu mình mở van ra mình đi. Nhưng mấy bà cầu cụ phải xài nhiều năm quá, van nó bị hư. Vừa mắc một cái, có nhiều bà già tội nghiệp lắm, mình nuôi mình để mình thấy tuổi già tội nghiệp nha. Vừa mắc một cái là đứng lên xách quần chạy. Chạy chưa tới nhà vệ sinh là tạt 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 ướt quần. Mới sáng này bên hộ pháp gặp bà già cái quần ướt nhem. Nó ủa bà đi tu mà sao bà tu giữa chừng bà đi tắm bà cụ. Nói tắm đầu tắm đái quần. À, vừa mắc vệ sinh trong ở trong chánh điện mà chạy ra không kịp là tạt 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 ướt nhẹp cái quần. Cái van bị hư quý vị ơi, xài nhiều năm có van hư hết rồi. Cái chi mà thay van được mình cũng thay không được. Ủa thấy chưa, nên mấy người mà gửi nhà vệ sinh thông cảm. Thầy các cụ khi mà bà cũng đâu muốn đi vô ở ngoài đâu, nhưng mà nó mắc quá, vừa mở cửa là cũng may mắn rồi, chưa kịp tuột cái quần là bẹp bẹp mấy cục. Thôi mình gửi nhà sinh thì thôi mình gán hốt đi. Đó ông tu hạnh nhẫn đó quý vị, thấy không? Thông cảm, nuôi người già là phải có cái tâm gì đó thì mới nuôi được. Quý vị coi chùa mình 2.000 người mà cũng là 1.000+ người già. Mà nhờ các cụ chùa mình mới niệm Phật mà ngoan dễ thương. Chứ mấy bà mà hung sùng mà chịu chết. Hôm qua nhà Đức kể câu chuyện đó, gặp bà già nào mà cũng gì là chết mồ luôn. Mình vô mình nói bà cụ khỏe không cụ, nó chết mẹ mày giờ chứ phải. Bà nào mà cũng vậy ai mà chịu nổi quý vị. Mà nhiều bà già bà ngộ lắm, cái nghiệp chướng gì quý vị ơi. Bữa đó chút nhà Đức xem chút lòi hai con mắt rồi các cụ. Thấy bà nhắm mắt ngủ bà nằm im gu nó cụ sao không cụ gì không. Cụ ô ai với Đà Phật. Tự nhiên mở mắt ra mình hết hồn mới lấy tay. Chạy nó nhờ có vỏ miếng né quá. Cùng chọt cái lỗ tai chạy. Ghê không, nuôi bà già không đơn giản. Nó ghê lắm. Nghiệp quan gia không có đơn giản. Nhưng mà mình nuôi người già mình mới thấy. Cái tuổi già khổ quá nên cái người còn trẻ này phải nỗ lực tu. Mình đừng có đợi tới hết xíu quách mấy vị ơi. Thường con người chúng ta thường xài hết xíu quách không à. Xài cho gia đình xài sạch nhất luôn. Không còn xíu quách nhiều chứ. Bây giờ làm sao niệm Phật giáng sanh? Không, nên các cụ bây giờ già các cụ phải nỗ lực niệm Phật lên, siêng năng niệm Phật lên. Đừng có giải đãi nghe. Nó khi cặn tư nghiệp không đơn giản đâu các cụ. Hồi đó mà những đức nghe các cụ, có lần hộ niệm cho cái bà cụ đó, bà chết lúc 12 giờ khuya. Mà thường mắc 12 giờ khuya là nó không hay. 12 giờ khuya là giờ âm,
cái giờ để người dương mình nó yếu, nên người âm nó mạnh. Mà người dương đã yếu, cái lực niệm Phật nó yếu, mình lúc đó mình cũng mệt. Những đức đang lễ Phật vậy nghe, mà những đức thấy cái luồng âm khí nó luồn ngang, hù ngang, là đồng lắm, không phải giỡn đâu nghe. Là nghiệp quan gia nó kéo đến, nó đòi nợ á, thì quý vị biết rằng là lúc đó bác chết. Nên cái người hộ niệm chánh hai điểm, một là trước đầu, hai là sau chân, hai điểm đó. Vì khi người chết nó xì ra, xì hai điểm nó ra, mình yếu yếu là bệnh luôn, nằm luôn. Thì những đứa ngồi kế bên, những đứa nghe mùi thuốc nó xì ra thấy ghê. Nên cái người uống thuốc nhiều khi họ chết, nó xì ra cái mùi thuốc thấy ghê lắm. Nên mình nói lúc còn sống thì chia cho nhau cơm ăn áo bặm, nhưng lúc chết rồi đâu có chia cho nhau được cái gì đâu. Mà con đường mà đi này, nếu mà không được giảng sanh, đi xuống tam đồ ác đạo, đáng sợ dữ lắm, khổ dữ lắm. Trong kinh Địa Tạng quy tụng như thấy, không tưởng tượng được cảnh giới địa ngục. Nên mình bây giờ mình gặp được cái nhân duyên này, nhà chùa lo hết trơn, các cụ không cần bận tâm. Nên các cụ đã vô đây rồi là trách nhiệm các cụ xong rồi, đối với con cháu xong hết rồi, cụ đừng có bận tâm. Nó ở nhà nó giàu nghèo hay gì chuyện của nó. Còn bây giờ các cụ cứ lo niệm Phật đi, các cụ không có lỗi đâu, không có lỗi lầm gì hết trơn á. Có tội nghiệp mấy bà già, mới đây có một bà cụ, bà ở trong chùa tu đó giờ cũng lâu, mà hồi đó bà mới vô bà yếu lắm, bây giờ bà tu bà lễ Phật, bây giờ bà khỏe. Mấy đứa con nó vô nói mẹ mẹ, bây giờ vợ con nó mới đẻ mà không ai nuôi nó chứ, mẹ về mẹ nuôi thời gian giùm. Bà nghe nói tội nghiệp quá, bà xin đi về nuôi con bà. Nói bà cụ ở đây là ở nghiêm túc chứ bà về sao được. Nói giờ con không bỏ được, con về nuôi nó. Bà vừa về cái đầu con nuôi đâu một tháng mấy gì, con vợ nó khỏe nó đi làm, để đứa cháu cho bà chăm luôn. Rồi bà chăm đâu được 2 tháng nữa. Cái bữa đó ở nhà bà chăm cháu, rồi bà lau nhà nấu cơm, nhà đi làm hết. Chiều về thấy bà nằm ngay cái chỗ cái bao gạo bà chết. Thấy chưa? Mình tuổi già mình phải lo chuyện giải thoát các cụ ơi. Phải lo chuyện giải thoát. Nó nên mình bây giờ mình được ở cái duyên ở đây, phát cái nguyện cho mạnh, lo tu nghe không? Ở chùa Nhân Đức lo hết trơn rồi, và thượng sẽ chùa kế Nhân Đức lo hết trơn. Mấy anh em những quan ở đây nhiệt tình lo cho các cụ, vậy là được lắm rồi đó. Mình đi tu mà gặp được cái duyên mà chùa gì không dễ tìm đâu các cụ. Đâu phải chùa nào người ta cũng nuôi người già đâu, không có nuôi được đâu. Mấy bà già khi bà si cà que ai dám nuôi bà. Những đức bà còn chữ te tua mà ai dám nuôi bà, hiểu chưa? Như bà già bà chợn ấy. Mấy bà già bình thường thì ai chữ, mà mấy bà già bà chợn bà chữ lát. Hòa thượng bà cũng chữ luôn nha, đừng nói mà những đức. Mấy bà chợn ai trách bà nữa làm gì, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình nhìn vậy đó, mình phải cố gắng. Nên những người trẻ trong chùa, người trẻ khắp nơi phải lo tu, chứ đừng có đợi tới tuổi già khó tu dữ lắm. Nhưng mà các cụ vô chùa mà còn nghe được, nói được, thấy được này nè, nỗ lực lên, miết niệm Phật. Đừng có hơn thua đấu đá với ai nghe các cụ. Nói trong chùa đông nó không đơn giản. Mới hôm qua xử cái cặp hai bà già lên trên điện tu. Cái bà này bà xá xuống gì, bà kia đưa cái mặt ngay cái mông. Bà này bà địch một cái vô cái mặt bà kia. Chỉ có vậy thôi. Bà này phía sau bà lấy cái tay quất vô cái mông bà kia cái bóp. Hai bà cự lộn như chánh điện dẫn lên cho những đức xử. Những đức hỏi chuyện gì, nó địch vô mặt con. Thầy xử đi. Những đức nói vậy thì bà địch vô mặt bà lại quê. Xử gì bây giờ? Cái cơ địa con người mà ai mượn bà lại trước mặt bà. Bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình ăn no đi cụ, mình xá xuống gì nè. Xá gì? Thì vừa xá xuống thì cái bà kia phía sau cũng xá. Thì bây giờ nó ép lên gì? Ép. Mình là người tu mà nó địch vô mặt mình cái mình hít. Ai cũng mình nín thở chi. Nín thở nên sân si. Chứ gặp mà mình hít sâu thì nó đâu có thúi. Hồi xưa những đức đi vô chùa mỗi lần mà nghẹt cống không ai chịu móc. Những đức đi móc cống không à. Mà làm móc cống nó thúi không tưởng tượng được. Cuối cùng những đức ngồi suy nghĩ móc cống làm sao mà đừng thúi. Cái chuyện này hơi bị lạ, móc cống mà không thúi là sao? Cuối cùng những đức nhảy xuống ống cống. Những đức làm nè. Hít thiệt là sâu, hít thiệt là sâu cho đầy phổi, mùi phân thúi đầy hết đi. Rồi xong phân thúi không còn ảnh hưởng mình nữa, tại vì nó đầy rồi. Còn nếu mà mình nín thở là nó thúi ác đạn lắm. Vì mình nín thở á,
lâu mình thở cái hít cái là nó trầu cho nó thúi dữ lắm, nên những đứa hít sâu xong buông ra nó không còn thúi nữa, rồi ở trong cái hầm phân móc thoải mái luôn không thui. Nên nhớ nghe cái cụ ngộ lắm, kinh nghiệm. Nên bà nào mà lễ Phật trước mặt mình mà bữa đó ngay cái bữa mà cô Châu có làm mắm món chay mắm đuốc, dưa leo mắm đuốc với mít á cụ, kết hợp lại mà mấy cái này mà nó kết hợp lại xong đó nghe, mà bà ăn là bà xì hơi vô mặt mình làm nè hết sâu chứ cự lộn chi. Chàng ơi, địch mà cũng đem cho mình xử. Quý vị thấy nhiều chuyện chưa? Xong vậy Đức nói bây giờ bà về bà đưa cái mặt đây, đưa mặt chi thầy, bà kia đưa cái mông vô mặt bà địch. Còn giờ này mà bà địch không được là quê. Chịu không? Bà kia nói dạ chịu nè, địch đi mày. Bà kia bà gồng lia gồng lịa mà địch không được. Nói vậy là không được là quê, nghe không nói gì nữa nghe chưa? Rồi hai bà về đi, rồi hai bà về. Mày thấy xử lý ghê không? Tại vì sao bà này địch vô mặt cái cử lộn thì bà này địch lại quê. Mà địch không được lúc này thì chia tay. Hiểu không? Mày thấy nhiều chuyện chưa? Tại sao nhà Đức thuyết pháp mà thiết hoài được cái cụ, do chuyện của mấy bà già mà thiết hoài. Không có mấy bà già này biết lấy đâu thiết. Nhiều Phật tử nó công nhận thầy nhiều chuyện thiệt. Không? Hôm nay mà ngay cái đám bà cụ này, nếu mà bà cụ này bà giảng sanh thôi chứ bà chưa giảng sanh chứ bà cũng đang cừ. Những Đức nói chuyện mà đến nỗi Hương Linh chịu còn không nổi cái cục. Cái bữa đó giảng chủ nhật mà Hương Linh nó nhập rác vô cái bà đó, mà Hương Linh nó cười nè. Nó, đứa nào cười dưới nói tao Hương Linh. Thấy không? Đi coi, giảng Hương Linh mà cười sắc 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 luôn. Cái nghĩa là cái đám này tốt. Cái đám tốt nên khi người ta mắc á, mình không có đau khổ quá. Còn ngoài đời gọi là đám ma nữa, nó khóc te tua. Ma mà. Còn cái đám này đưa người ta về cực lạc thì mình cừ tha hồ mà cừ đi. Cái đưa người ta về cực lạc các cụ. Đúng không? Bây giờ nhà Đức hỏi các cụ này, bây giờ sau này các cụ chết đi người ta cười, các cụ thích hay là người ta khóc các cụ thích? Đó, cười thích, khóc chi? Nên tất cả chúng sanh ngoài đời nhớ nghe, cha mẹ còn sống thì thương yêu lo lắng cho cha mẹ. Cha mẹ chết rồi niệm Phật đưa tiễn cho mẹ đi. Đừng có khóc lóc gì nhiều cho nó mệt lắm. Khóc lôi kéo lại núm níu lại nó khổ đau còn hơn nữa. Hiểu không? Nó đưa tiễn người ta đi bằng câu Phật hiệu, vui vẻ mà đưa tiễn đi để người ta về cực lạc. Đó là cái điều hạnh phúc nhất nha. A Di Đà Phật. Nên các cụ thấy đây, các cụ mình mắc lai rai, gia đình cũng thấy ông bà cha mẹ mình mắc. Mình cố gắng mình thương ông bà cha mẹ mình. Thì chúng ta trong 49 ngày này đừng có sát sanh hại vật cúng gì chứ á. Rồi mỗi năm đám giỗ làm đồ chay hết đi. Tại vì bà cụ bà được ở trong chùa tu hành nên mình không có sát sanh hại vật. Đó là tưởng nhớ đó nghe. Rồi các cụ được cảnh giác là hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi. Đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Giờ có cụ cố gắng niệm Phật để ngày mai tới mình, để Phật rước mình, để mình đi về cực lạc nghe các cụ. A Di Đà Phật. Giờ nhận Đức ra đây, nhận Đức làm lễ phóng sanh. Hôm nay đưa Hương Linh Phạm Thị Sủ, pháp danh Nhận Đình, hưởng thọ 77 tuổi lên đài quả táng. Đại chúng niệm Phật rồi phóng sanh, rồi nhận Đức chia sẻ Phật pháp. Cụ được mắc ở trong chùa, được hộ niệm 24 tiếng xong đâu vào đó hết. Đây cũng là nhân duyên rất là đặc biệt thù thắng. Gia đình chúng ta, ông bà cha mẹ mình mà được mắc ở trong chùa cũng là phước duyên. Không có sát sanh hại vật, rồi không có làm những hình thức lãng phí, mà toàn là những cái việc làm phước duyên không à, tạo công đức. Nên gia đạo thấy từ cái nhân duyên này, con cháu cũng nên tập niệm Phật, rồi tập biết tu. Chúng ta gieo nhân gì gặt quả báo nấy à. Mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình hiếu với mình. Mình sống đàng hoàng với mọi người thì chắc chắn là mọi người phải sống đàng hoàng với chúng ta thôi. Nên cái công đức này ảnh hưởng gia đình rất là lớn. Những đoạn phim này quay lại, con cháu người thân cũng được coi. Mình tập tu nên đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị.
Và nguyện đem công đức nồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Và hướng công đức này cho Hương Linh Phạm Thị Sủ, pháp danh Nhận Đình, hưởng thọ 77 tuổi. Nhờ công đức này mà cụ thần thức tỉnh táo sáng suốt, đưa một bộ nguyện niệm Phật, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạo quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạo quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạo quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.